Sao? Ông Hùng bạn anh Quy à? Vẫn nhắn tin tán tỉnh à? Chứ sao nữa. Không những anh Hùng nhá, mà cả anh Hóa, anh Kiên, anh Hoàng, nhiều anh tán tôi lắm. Cổ đúng Thế còn anh thì sao? tôi làm sao thì liên quan gì đến cô? Sang mà hỏi anh Hùng ấy. Anh đang ghen đấy à? Còn cô thì sao? Có thích anh Hùng không? Thế anh muốn nghe câu trả lời như thế nào? Anh có thích tôi không? Em chưa bao giờ nghĩ rằng bố mẹ lại có nhiều tâm tư về mình như thế. Nhưng đến khi biết được rồi thì không thể làm ngơ được. Em không thể để bố mẹ lo lắng về em thêm nữa. Nhưng anh yêu em. Chúng ta đến với nhau về tình yêu nên không thể chia tay vì những thứ không liên quan được. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Chỉ một lần thôi, được không em? Bố mẹ, sao bố mẹ đến sớm thế? Hôm qua con đã bảo con làm xong hết rồi mà. Con đi một bước là bố mẹ lo một bước. Huống hồ có việc trọng đại thế này. Nhưng mà một mình con trang trí đẹp thế này, con giỏi đấy. Dạ. Con nhìn xem, mẹ lâu lắm mới mặc áo dài, béo không? Thôi chị ạ, chị đẹp lắm rồi. Em mà bằng tuổi chị, chắc em to gấp đôi chị. Em chỉ được cái khéo miệng thôi nhá. Chào cô chú ạ. Em chào anh Quy ạ. Chào cháu. Quy chưa đi làm hả cháu? Dạ, cháu chưa ạ. Cháu nghe nói hôm nay cửa hàng phát bánh miễn phí nên ở nhà đợi bánh của cô chủ đấy. Anh lại trêu em. Bánh của anh em chuẩn bị sẵn rồi. Đây ạ, em gửi anh nhé. Thôi được rồi, con làm cái gì cũng được, miễn là con thấy vui và hài lòng. Nhưng không phải cố gắng chứng minh cái gì hết, hiểu chưa? Dạ vâng ạ, thưa chị Phượng. Thôi đi 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 đi. Em cảm ơn chị. Chị mệt với em lắm đấy Lì ạ. Đi đi, em đi làm nhá. Bye bye. Anh cảm ơn em. Cái gì thế? Anh cảm ơn em nhiều lắm. Bố con anh à, toàn dùng những lời mật ngọt để dụ dỗ em thôi. Thì ngọt là gia truyền nhà mình, bởi vì nhà mình làm bánh mà, đúng không? Nhưng mà anh có thấy đời nó thử thách em đến thế là cùng không?